Dạ không cần vào, biết quan tâm tới em, biết hỏi em đi bán chị mệt không, vậy thôi. Chứ một khi em bệnh cái em nói anh ơi em bệnh cái nó bệnh thì anh đi chích thuốc chứ đừng nói tao đâu phải bác sĩ đâu mà mày họ nói em không, em yêu cầu Nó khổ không? Lên tìm chồng bây giờ nó thật sự mình tìm chồng phải có thời gian tìm hiểu, chứ còn lên nói kiểu giống như cầu cái như là cầu sự may mắn nào đâu ra quý bà con. Đây mà nó tìm một người chồng mà để cầu có sự may mắn mà gặp người tử tế thì thật sự quý bà con, tôi nói không phải là tôi nói vua đũa cả nắm ngang, dĩ nhiên cũng phải có gặp người tử tế, nhưng muốn biết người ta tử tế hay không, sống với mình cả đời được hay không thì phải có cái thời gian tìm hiểu. Thế bây giờ cô này cái đã trải qua hai đời chồng mà thằng nào nó cũng bị nó thằng nào cũng lừa cô này là sình bụng mấy lần hết rồi. Đấy, vậy mà bây giờ lên vẫn là tiễn chồng với một điều kiện đó là chồng nghèo không được giàu. Cái vấn đề thứ hai đó mà cái tiên quyết cô này là người chồng phải có được, có nghĩa rằng có cái sự quan tâm. Mẫu khi cô này đau yếu bệnh tật đó thì mét với chồng là chồng phải chớ đi cả như là khám bác sĩ, chứ đừng nói một câu là tao đâu phải bác sĩ mà mày nói với tao. Có nghĩa cái nhu cầu hạnh phúc cô này mình nghe qua thì thấy nó cực kỳ đơn giản, nghe qua thấy cực kỳ đơn giản. Chỉ cần cái tóm lại là chỉ cần là cái sự quan tâm, chỉ cần sự quan tâm là ok. Nhưng muốn biết người ta quan tâm hay không quan tâm, bây giờ thực sự phải có cái thời gian tìm hiểu. Đã xảy ra là gọi là hai cái mối tình nó cũng chết quốc rồi, vậy đó mà bây giờ lên cộng đồng mạng mà bây giờ em cũng nhờ anh tìm cho em bằng được một tấm chồng như vậy, đào đâu ra quý bà con? Quá, cái người đàn ông đó thoáng chút xíu, hỏi dù cho trong lòng không thương đi nữa, nhưng mà cái ngoài môi phải nói một câu em đi bán có mệt không em, mà em cũng có nói gì nhắn gỡ một câu, nếu anh nào thương em á suy nghĩ cho kỹ đi, hãy thương em thật lòng chứ đừng để em đau khổ nữa, em đau khổ vì đàn ông quá nhiều đã đau khổ vì đàn ông quá nhiều mà bây giờ phải lên mạng tìm tiếp đàn ông. Các nghĩa cô này á, cô đang tìm về cái vấn đề đau khổ, đúng không? Chứ nếu mà cô này chỉ cần muốn thoát khổ là cái như là tách biệt đàn ông đi, đau khổ về đàn ông khá nhiều rồi mà lên không gian mạng vẫn tìm đàn ông là sao? Bà con thấy nó có sự mâu thuẫn như vậy, tôi thấy đây là một trong những cái mâu thuẫn cực kỳ lớn. Đã khổ vì đàn ông thì bây giờ ta đừng có tìm đàn ông nữa, biết đấy là gọi là một bể khổ mà vẫn lao vào. Có nghĩa cô này nó thật sự đó, mình hiểu là vì sao cô này lao vào rồi đó. Người ta bảo rằng có khổ có sướng quá vậy. Cô này muốn là cái sự dung hòa, bây giờ vô đấy là sướng trước khổ sau đấy, cho nên bây giờ chấp nhận là biết đàn ông là gây mình cái sự đau khổ mình đừng có tìm tới, biết đau khổ vẫn lao lên mạng đăng ký tiễn chồng vậy thâu, chứ tôi nói là muôn đời vẫn khổ, muôn đời vẫn khổ. Nó thiệt, đừng thấy nấm mỡ rồi bỏ nữa, chứ không phải bước vô rồi về rồi chạy ra không được á. Em nói thiệt, em thương là em ghen lắm đó nha. Thì đó, rồi giờ tình trạng hôn nhân gia đình mình như thế nào? Dạ, hồi lúc trước, hồi lúc em còn trẻ đó, 19 tuổi đó, là em có thương một người đó, anh đó như chỉ về chung sống thôi chứ không có kết hôn. Dạ, được 3 đứa con, nhưng mà thời gian rồi ảnh cũng hơi thiếu suy nghĩ, rồi ảnh có người khác ảnh bỏ em. Ông đậu thôi chứ, có nhiều ba mẹ con mà thiếu sự suy nghĩ. Bà con cái tin là thiếu sự suy nghĩ à? Có ba mẹ con rồi người ta bỏ mình người ta đi là chứng tỏ là ông nậu này chung là ông sống không nổi rồi, chứ sao là cái chuyện thiếu sự suy nghĩ. Anh suy nghĩ trong vòng mà thời gian khá dài rồi chứ quý vị, đúng không? Thiếu sự suy nghĩ có nghĩa là vừa sống nhau là một hai ngày, một hai tháng này, giống như cái cụ mà vừa rồi tôi mới cỡ cụ 71 gặp anh chàng U41 đó. Anh lấy trộm tài sản của người ta anh đi, cái đó gọi là thiếu sự suy nghĩ. Còn đằng này anh bó cá vợ và ba đứa con lại đó mà thiếu sự suy nghĩ cái gì? Không có thiếu sự suy nghĩ, mà tôi nghĩ là trong khoảng thời gian mà sinh ba đứa con là anh suy nghĩ là chín chắn rồi đó. Thấy kèo đây sự sống không được bền lâu, sống không được hạnh phúc, người ta chuồng, nhớ không? Mà đáng lý ra thì đây là gọi là một cái bài học kinh nghiệm lần đầu đó, thì lần hai ta rút kinh nghiệm.
bây giờ cái biết đàn ông là bể khổ, vẫn lao vô bể khổ. Cho nên thật sự đàn ông cũng có nhiều cái gọi hơi bị quý hiếm quá vậy nha, không biết ở đâu. À, biết là khổ nhưng vẫn lao vô mới hay. À, là anh bỏ em là lúc 2006 cho tới 2011 em mới gặp được một anh nữa, rồi ảnh nói là anh không có vợ. Em mới tưởng là rằng thiệt, nếu em thương ai em thật lòng lắm, em không có biết giả dối. Thế em cũng tin tưởng ảnh, rồi em cũng có sanh cho ảnh thêm một đứa con nữa, con trai. Nhưng sau này em biết ảnh có vợ rồi, thôi em nói anh về anh sống với gia đình anh đi, chứ em không có chịu làm người thứ ba đau khổ lắm. Sống 6 năm trời, sống 6 năm lâu mới biết là người chung chăn gối với mình đã có vợ. Không biết bà con tin không cái vấn đề này, tôi thấy tôi không có tin. Vì cô này cũng là một trong những người là buôn bán, cũng là lanh lẹ lắm, thật sự không phải là người mà kiểu như là khờ khạo đâu. Sống người ta mà 6 năm trời mà đến năm thứ 6 để cho người ta một đứa con rồi mà mới biết người ta có vợ là sao? Thấy điều đây là nó không có phù hợp. Đấy. Điều đây rất rất vô lý. Đấy. Sống người ta 6 năm trời ít ra cũng phải là tìm hiểu rõ ràng rồi chứ. Cho nên cái vấn đề đó, bất kỳ tìm một người chồng, một người vợ đâu, phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đấy. Rồi mình mới trao thân gửi phận, tự nhiên ở đâu mình, ở đâu người ta, ở đâu tới, rồi cái như là kết hợp dứt dây nhau, rồi cái gì đưa vô mấy cái chỗ mà thầm kín riêng tư, rồi xong ra bây giờ hối hận. Rồi ảnh về ảnh sống với vợ, ngược lại vợ ảnh thì hầu lúc em sống với ảnh là ngày mùng 6 tháng 4 2011, em chia tay ảnh là ngày 16 tháng 8 2017. Bà con nhớ, nhớ như in nha quý vị, nhớ nhớ ngày đến với anh, ngày chia tay anh. Nhớ rõ, chứng tỏ là cô này thật sự là cô cũng đang lụy tình chứ đâu phải một trong những người gọi là cái hờ hợt. Chắc anh họ không nhớ những cái mốc thời gian. Nhưng cô này nhớ rất kỹ. Mà tại sao cái vấn đề là bây giờ là khi tới nhau không tìm hiểu. Có nghĩa cô này gọi là, tôi nghĩ là không phải là 6 năm cô này mới phát hiện đó. Mà cô này phát hiện là trong cái thời điểm đang còn sống chung mà. Rồi khoảng thời gian đó là cái bản tính cô này, cô nói là do em ghen quá. Rồi cho nên là trong vòng 6 tháng anh kia, 6 năm trời anh kia thấy là anh chịu không nổi rồi anh cũng ra đi. Mà cái cô này cô kể một cái mà tôi cảm thấy là tôi buồn cười. Có nghĩa là cái ông nội đây mỗi lần ông đi mua gạo đó. Đi mua gạo cho cô này nè, nấu ăn chung hai vợ chồng đó. Thì anh ghi ngày tháng. Ngày tháng mua gạo, số gạo bao nhiêu ký. Rồi anh chia ra từng ngày. Có nghĩa anh mua 10 ký là mỗi ngày ăn 1 ký, thì cả như là mua 10 ký phải ăn là 10 ngày. Còn nếu mà ăn mà 10 ký mà ăn mà chỉ cần đăng 8 ngày đó, thì 2 ngày còn lại cô này phải bỏ tiền ra để mua. Tôi nói là kiểu, cái kiểu đây là cả nhà gặp thằng cha gọi nó đo chai nước mắm rồi. Gặp trúng chầm đo chai nước mắm rồi, có nghĩa là mỗi lần mà rót ra nó kéo thước đo mấy ly. Xong rồi kéo thước lên đo mấy ly. Trường hợp này ấy gì vậy nè. Đấy. Đã biết vậy mà bây giờ nghĩ sao mà cái duy trì 6 năm trời, tôi nghĩ cũng hay. Đó không? Đấy. Đi mua gạo là 10 ký phải ấn định ăn 10 ngày. Chứ còn nhiều lúc là 10 ký mà thà ăn 11 ngày nha, chứ 10 ký mà ăn 8 9 ngày là cái như là chắc ăn cái thằng kia là nó sẽ khủi. 10 ký là phải ăn trong vòng 10 ngày mới được. Hoặc là 11 ngày, 12 ngày là ok. Chứ 10 ký ăn 8 ngày là nó khủi. Giấy đó. Biết đàn ông là một trong những cái gặp bế khổ và vẫn là đi tìm cái khổ. Nó sắp kỳ giấy. Thấy không? Dạ, à, tới bây giờ không ai tới ai hết. Dạ. Nhớ chi tiết từng ngày, từng tháng. Không, em ở nhà em nói thiệt với anh á. Em mua một ký thịt ăn, em cũng phải vô ghi ngày mấy tháng mấy lúc mấy giờ. Em cũng ghi vô đó. Ghi luôn. Nghe ở nay nhà chắc cùng mấy cú sổ rồi hả? Tại vì hồi đó em sống với cái anh sao á, ảnh vậy đó, cái em mới quen chứ hồi lúc trước là em không có. Giả sử như ảnh mua 10 ký gạo cho em đi, 1 ký là 4 lon là ảnh phải ăn là 10 ngày. Nếu mà lỡ mai em ăn trước 7 ngày hết thì như vợ chồng em có quýnh lộn.
là không may là phải đắp vô cho đó. Dạ, đời thành. Bà con thấy hả? À, cái đó mới khổ đó, chứ không phải đàn ông là bể khổ đâu nha. Cái đó mới khổ. À, chứ đàn ông là nó thật sự cũng có lúc quý vị, có lúc cũng sướng, có lúc cũng khổ, đâu phải lúc nào cũng khổ. Cô này lên nói có những cái mà tôi cảm thấy tôi không vừa ý. À, cô nói là cái như là em khổ vì đàn ông quá nhiều rồi. Đã khổ vì đàn ông quá nhiều nhưng vẫn là đi tìm đàn ông. Chắc kỳ cục kẹo cái sự mâu thuẫn. À, một trong những cái mâu thuẫn đã biết đàn ông là khổ, đến với đàn ông là khổ cho mình mà vẫn đi tìm đàn ông, thì cái đây là cô này đang có những cái mâu thuẫn nè. À, chắc là tôi nghĩ là đấu tranh nội tâm cũng ghê lắm ạ. À, biết khổ biết khổ, và thật sự là khi mà cô tìm đàn ông là thật sự ra thì cái như là đã biết khổ nhưng cô nhớ những cái sướng. À, cho nên là cô vẫn đi tìm. À, tìm tới đàn ông là cái như cũng có lúc sướng lúc khổ, chứ đâu phải khổ mãi mà chẳng lẽ sướng mãi, đúng không vậy? À, nhưng mà khổ cái đó là 10 kg gạo mà ăn mà 8 ngày là phải bị ăn đoạt. À, 10 kg gạo phải là ăn 10 ngày. À, hoặc là hơn 10 ngày thì gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà 10 kg gạo mà ăn kể như là 8 ngày đó, à, thì chắc ăn cô này bị ăn đoạt. Cái đấy mới khổ. Chứ không phải là đàn ông là cái như là một trong những cái mà gieo khổ cho cô. Cô lên cô nói thiệt thòi đàn ông tôi quá. Thử ra em phải ghi cái vậy cái nó quen luôn đó. Ừ. Có ghi lên trách nhà không? Em ghi sổ không à? Ghi sổ hả? Dạ. Nay được 100 cuốn chưa? Nhưng mà từ ảnh đi tới vậy không có ghi nữa. Nhưng dạ. Mà chắc cũng nhiều rồi ha. Em nói chung là em sống với ảnh cũng giai đoạn mấy năm, nhưng mà cái chung sống với nhau, cái sống với nhau hàng ngày là ít lắm. Một. Cái người đàn ông đó thoáng chút xíu. Mà sao kỳ vậy bà con? Trong vòng 6 năm trời à, mà cái tính cái số lần sống với nhau ít lắm. Thế mình nghi ngờ thật sự thật, mình coi người đó là chồng là gì, nó phải ở chung nhà chứ, mà nửa đêm nó đi đâu hay đi đâu 2-3 ngày gì thì phải chụp đầu hỏi liền chứ, quay như dế liền chứ. À, ông nậu đi mà nó là chồng đi mà trong vòng mấy ngày mà vợ không biết. À, điều đấy là nó vô lý nè, nó lại cái thứ vô lý nữa. Chứ ông nậu tôi nói không có bà vợ nào đó, thà ông đi công tác hoặc ông đi làm để mà lo kinh tế cho gia đình thì tôi không nói. Chứ còn ông đi đâu mà gọi là không có một lý do mà ông đi 3-4 ngày rồi ông gì là chứng tỏ là phải theo hoạch huệ hỏi liền chứ. Nên cô này cổ lên cổ tìm chồng mà cổ cũng chia sẻ nó không thật. À, mà cổ là sợ đàn ông mà vẫn đi tìm đàn ông. À, nhiều cái nó vô lý lắm quý vị. À, cho nên mấy cụ nào đó mà nếu mà tới cô này thì cũng phải nên cẩn thận. À, tôi thấy cô này cũng đang có cái dấu hiệu chậm nó ra đó. Đấy. Làm cái chuyện 19 tuổi à, đi theo trai rồi để cho được cái nhà đó 3 đứa. À, rồi kể như là vì cái thiếu sự suy nghĩ cho nên ảnh là bỏ em theo người khác. À, rồi em kể như là ráng sống kể như là 6 năm sau em thêm một người nữa. À, cũng sống 6 năm. À, rồi cũng là ra đi. À, sống 6 năm trời để biết người ta có vợ, bà con thấy nó vô lý. Quá vô lý vậy đó. À, vậy mà lên tìm chồng cũng là kế như đúng rồi đó quý vị. À, cho nên mấy cụ nào mà tiếng vợ tiếng đồ hay gặp mấy cô này nên tránh xa ra giật. À, cho nhiều lúc đó thật sự ra thì vì ở đấy rồi cái như là nếu mà theo cái sự quan tâm cô này là chắc anh cũng phải đổ vỡ. Chồng đi đâu mấy ngày mà cô này không biết, bà con thấy vô lý hay không? Và trong này có rất nhiều cô, rất nhiều người cũng đã có gia đình. À, chỉ cần là cái như là vợ hoặc chồng mình đi mà không có lý do, đi mấy ngày liền là phải hỏi chứ. À, trong 6 năm trời đâu phải 1 tháng, nếu 1 tháng là nó đi mấy ngày, nhiều lúc là cái như là mình cũng là thâu xí xóa bỏ qua. À, chứ còn trong vòng 6 năm trời mà hai vợ chồng sống nhau đếm bằng đầu ngón tay, ai tin tưởng nổi quá vậy. À, đã vợ chồng rồi tự nhiên sống riêng. À, đây nó vô lý. À, vậy đó mà lên cộng đồng mạng khắp trời ơi, cổ nói ra cổ khắp như mưa. À, em tính tin người, em tính thương người. À, mà bây giờ cái như là sống với em á, à, lúc em đau là em nói phải chớ em đi bệnh viện chứ đừng nói một câu à, tao đâu phải bác sĩ đâu mày nói với tao, nói như vậy là em buồn lắm. Thằng chồng mà nói vậy thôi bỏ ra đi, thằng chồng nói vậy là bỏ ngay, bỏ ngay, bỏ liền. À, và biết là đàn ông là một trong những cái gọi là gieo rắc đau thương mà cô này vẫn đi tìm. Cô này nói là thật sự là ảnh hưởng đến đàn ông của tôi rất nhiều. Đàn ông á
nó tùy theo người, chứ không phải là đàn ông là gieo rất đau thương cho phụ nữ. Lúc mà đàn ông đem đến những cái gọi là cái hạnh phúc là sao, không lên tiếng, không nói, mà lên vua đũa cả nắm, mà đàn ông là gieo rất đau thương cho em khá nhiều rồi, đúng không? Oan lắm quý vị, câu đó là oan đó. À, cho mình cũng thấy vậy, lên ít ra có tiếng nói bảo vệ đàn ông có đắng mày râu chứ. À, lúc sướng thì không nói, mà lúc khổ lên chữ chữ đàn ông mà gọi là vua đũa cả nắm. À, thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lang Thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả bà con thì cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng mà cho Lang Thang Sài Gòn xin một lượt like, và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lang Thang Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị ha.